Hôm nay động cơ Vinh Quang giao Isuzu 9510 nha, mình sẽ quay bạn chiếc 9510. Xe đang chuẩn bị dọn rửa để giao cho khách các bạn nha. Bánh trước là xài bánh mập rồi, và bánh sau cũng đã xài bánh mập rồi các bạn nha. Xe dùng khung cabin máy lạnh các bạn nha. Đèn rất là đầy đủ ạ, đèn trên đèn dưới luôn. Phan lên nổ thử đi Phan ơi. Test máy cho các bạn. Cột trước vẫn còn dấu keo rin, cái này mình chưa làm nha. Chưa dọn các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi ạ.